Ok anh em, đây là cách tìm tìm trận trong danh AI nhé. Đầu tiên thì anh em sẽ chọn độ khó 5. Anh em chọn cái cho phép tìm kiếm các độ khó khác. Ok, tìm kiếm các độ khó khác ở dưới đây nhé. Ok chưa? Mong bắt đầu thôi. Đợi khoảng đấy, buổi tối anh em cứ tìm buổi tối, kiểu gì cũng có game, tìm nhanh lắm. Thì anh em cứ đi ST5 thôi, farm lại. Cái đấy là đi độ khó 5. Thì anh em sẽ cày 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 token nhanh nhất. Thế thôi, tạm biệt anh em nhé.